Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần chương 1198, bản vẽ giá trên trời 2. Không ngờ ám tội chi tâm lại có thể có được. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân đời trước hắn có thể cấp tốc quật khởi à? Thạch Phong không khỏi nhớ tới ám tội chi tâm đời trước, tuy chỉ là một công hội nhỏ mới nổi, nhưng tốc độ quật khởi cực nhanh, không chậm hơn linh dực hiện nay là bao nhiêu, cuối cùng phát triển đến có thể sánh vai với công hội nhất lưu xung quanh. Có thể phát triển thành như vậy, nguyên nhân quan trọng trong đó chính là tài chính của bất trụy chi quan vô cùng đầy đủ, có điều đối với điều này không ai biết là nguyên nhân gì, đều cho rằng phía sau bất trụy chi quan có chỗ dựa lớn. Hiện tại xem ra, vượt quá 8 thành chính là bởi vì bản thiết kế công trình này. Cũng chỉ có bản thiết kế công trình cấp thanh đồng mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cho dù cố hóa ma trang cũng kém xa. Dẫu sao giá của cái thứ cố hóa ma trang này sớm muộn gì cũng hạ, nhưng tọa kỵ cấp thanh đồng thì lại là cung không đủ cầu chân chính, là một trong những nhu yếu phẩm, căn bản không phải là đạo cụ khác có thể so sánh. Trên giá cả, cố hóa ma trang là 10 kim tệ, sau này có thể bán ra 4-5 kim tệ đã là tốt lắm rồi, nhưng tọa kỵ cấp thanh đồng chính là giá trị mấy trăm kim tệ, gần bằng mấy bộ cố hóa ma trang, lại không lo không bán được. Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Thạch Phong nhìn ám tội chi tâm, mở miệng hỏi. Chắc giá 2 vạn kim tệ. Ám tội chi tâm nghĩ một chút nói. 2 vạn kim tệ đủ để hắn giải quyết chuyện về sau, mà tiền còn lại vẫn có thể khiến công hội có cơ hội đổi sang nơi khác. Tuyết vực thành, ta nghĩ ngươi cũng biết là tình huống gì, bất trụy chi quan muốn phát triển ở sông Tháp Vương quốc, với tình huống hiện tại thì căn bản là không thể, không biết các ngươi có hứng thú gia nhập linh dực công hội không? Thạch Phong thấp giọng hỏi nói. Hơn nữa bất trụy chi quan các ngươi bị vương giả Quy Lai nhằm vào, cho dù muốn tới nơi khác phát triển, chỉ cần một câu của vương giả Quy Lai, các ngươi cũng không thể lăn lộn ở nơi khác, nếu gia nhập linh dực, các ngươi có thể tùy tiện đại triển quyền cước, không cần lo vấn đề của vương giả Quy Lai, ngươi thấy thế nào? Đối với Thạch Phong mà nói, tuy bản thiết kế công trình học quan trọng, nhưng không bằng nhóm người ám tội chi tâm này. Bao giờ chúng ta gia nhập linh dực? Ám tội chi tâm lập tức trầm mặc, chỉ là từ khẩu khí của ngục ma có thể nhìn ra, thực lực của linh dực thật sự rất mạnh, không ngờ ngay cả ngục ma cũng không có biện pháp gì với linh dực, nếu gia nhập linh dực, đích xác có thể bảo đảm đám người bọn họ tùy tiện phát triển, có điều ám tội chi tâm lại lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của Dạ Phong huynh, có điều ta vẫn muốn cùng đám huynh để đó phát triển bất trụy chi quan. Nếu là như vậy, không bằng để linh dực chúng ta góp cổ phần vào bất trụy chi quan nhé, chỗ chỉ cần 50% cổ phần. Linh dực chúng ta sẽ cung cấp cho các ngươi rất nhiều tài chính và tài nguyên, không tính bản vẽ 2 vạn kim tệ, tài chính ban đầu là 5 vạn kim tệ, ngoài ra còn có 3 vạn viên ma thủy tinh. Sau này còn có thể liên tục cung cấp kim tệ và ma thủy tinh cho ngươi, có thể giúp bất trụy chi quan phát triển ở bất kỳ một tòa thành thị nào, linh dực chúng ta sẽ không can thiệp vào sự phát triển của bất trụy chi quan, ngươi thấy thế nào? Thạch Phong sớm biết ám tội chi tâm sẽ nói như vậy, lại nói ra một đề nghị khác. Sau khi ám tội chi tâm nghe thấy cái giá mà Thạch Phong đưa ra, vẻ mặt không khỏi sửng sốt. Dạ Phong huynh, không phải ngươi đang nói đùa chứ, có nhiều tài chính như vậy, đừng nói là mua bất trụy chi quan chúng ta, cho dù là 50% cổ phần của công hội nhị lưu cũng không có vấn đề gì. Sự khiếp sợ của ám tội chi tâm là không biết phải diễn tả thế nào. Vừa cảm động lại vừa khiếp sợ. Hiện tại chính là thời khắc gian nan nhất của bất trụy chi quan, căn bản không có ai đánh giá cao bất trụy chi quan, càng đừng nói là góp cổ phần đầu tư. Lúc trước luôn nghe người khác nói linh dực công hội rất có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền như vậy, há miệng ra chính là mấy vạn kim tệ, càng đừng nói là ma thủy tinh, có những cái này, sợ rằng bất trụy chi quan rất nhanh là có thể phát triển thành công hội nhị lưu. Sau khi Thạch Phong nói cả nửa ngày, ám tội chi tâm vẫn trầm mặc, trong ánh mắt lấp lánh vẻ do dự. Tài chính ban đầu không đủ à? Thạch Phong thấy ám tội chi tâm do dự, không khỏi mở miệng hỏi. Đối với chuyện tài chính, hắn cũng không để ý. Tuy hiện tại hắn cũng rất thiếu tiền, nhưng có bản thiết kế công trình cơ xa cấp thanh đồng này, muốn kiếm tiền là rất dễ dàng, vấn đề duy nhất chính là cần rất nhiều nghề nghiệp cao cấp. Chế tác cơ xa cấp thanh đồng là không dễ dàng, trình tự làm việc phức tạp thì không nói, cũng khác với đoán tạo sư chế tác vũ khí trang bị, cần nhiều người hợp tác. Không phải là chuyện một người có thể thoải mái hoàn thành, trừ cần rất nhiều công trình sư ra, còn cần đoán tạo sư và luyện kim sư chế tác các loại linh kiện. Cần một đoàn đội chuyên nghiệp mới được. Đối với chút hỏa thương hành hiện tại mà nói, trừ khi không làm gì, chuyên môn chế tác công trình cơ xa, bằng không muốn chế tạo ra nhiều công trình cơ xa là rất khó. Có lẽ chính là vì ám tội chi tâm nhìn ra điểm này, mới không thể bán ra bản thiết kế. Đời trước Song Tháp Vương quốc cũng không bị thâm nguyên quái vật xâm nhập, công hội ít nhất có một nơi để phát triển ổn định, có thể bồi dưỡng ra người chơi sinh hoạt cao cấp của mình, nhưng hiện tại sợ rằng là không được, bằng không ám tội chi tâm cũng sẽ không bán cho hắn cơ hội duy nhất này. Không, rất đủ rồi, chỉ là... Ám tội chi tâm nhìn Thạch Phong, do dự một lúc vẫn nói. Ta có một việc rất không rõ, ta và Dạ Phong huynh bình thủy tương phùng, lại có cừu oán với Vương Giả Quy Lai, vì sao Dạ Phong huynh vẫn nguyện ý làm như vậy? Bất trụy chi quan chúng ta cũng chỉ là một công hội nhỏ mới nổi, ngay cả công hội Tam Lưu cũng không phải, chắc căn bản không đáng để linh dực công hội bỏ ra cái giá cao như vậy, không biết có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Nếu nói hắn không động tâm tới khoản tài chính lúc ban đầu đó thì chính là nói dối, đừng nói là hắn, cho dù công hội nhất lưu sợ rằng cũng sẽ vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa một bất trụy chi quan thì có đức hạnh tài năng gì? Huống chi hắn ở trong giới trò chơi ảo cũng không có bất kỳ danh khí gì, một đám huynh đệ của hắn cũng vậy, linh dực căn bản không đáng phải làm thế. Muốn ta nói thật à? Thạch Phong cười nói. Nếu Dạ Phong huynh nguyện ý. Lúc này ám tội chi tâm cảm thấy giống như đang nằm mơ, tất nhiên muốn làm rõ, nếu mục đích của Thạch Phong cũng giống như ngục ma, như vậy có đánh chết hắn cũng sẽ không đáp ứng. Được rồi, ngươi đã muốn nghe, vậy ta sẽ nói, đại khái là có 3 nguyên nhân, thứ nhất chính là linh dược công hội cần khuếch trương tới quốc gia khác, có điều danh hào linh dược quá bắt mắt, rất dễ bị nhầm vào, nhất là những thế lực lớn của thần vực, ở trong Tinh Nguyệt Vương quốc linh dược đã thâm căn cố đế. Những thế lực lớn của thần vực đó muốn làm lay động tới linh dược là rất khó, cho dù có thể làm được, cái giá phải trả cũng hơn xa lợi ích, bất kỳ một thế lực lớn nào cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu linh dược muốn phát triển tới vương quốc khác thì rất khó khăn, cho nên linh dược cần phát triển công hội phụ thuộc. Bất trụy chi quan các ngươi vừa hay thích hợp với điều kiện này. Điểm thứ hai chính là nhìn trúng nhân phẩm và tiềm lực của bản thân ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi tiếp xúc với trò chơi ảo không lâu, hoặc là nói thần vực có thể chính là trò chơi thực cảnh ảo đầu tiên mà ngươi và bằng hữu của ngươi chân chính tiếp xúc, có thể trong thời gian ngắn đã có thực lực như vậy, lại đụng chạm với công hội siêu cấp. Cao thủ bình thường là rất khó trêu chọc công hội siêu cấp, dẫu sao không phải cùng một cấp bậc, điều này ở trong thần vực là vô cùng hiếm thấy. Điểm thứ ba chính là bản thiết kế cấp thanh đồng này, nó có thể mang tới cho linh dược công hội chúng ta thu nhập không nhỏ. 3 điểm này Thạch Phong đều là nói thật. Linh dược công hội muốn lớn mạnh, phát triển tới vương quốc khác là thế ắt phải làm, trong lòng Thạch Phong cũng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Ngoài ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là ám tội chi tâm và những đồng bạn đó của hắn, những người này trong tương lai đều là cao thủ nhất đẳng trong thần vực, đừng nói là mấy vạn kim tệ, cho dù mấy chục vạn cũng đáng, có điều điểm này bản thân ám tội chi tâm lại không rõ. Đương nhiên ta đưa ra đãi ngộ cao như vậy, cũng không phải không có điều kiện. Thạch Phong đổi đề tài. Nếu bất trụy chi quan các ngươi sau khi có được những tài chính này, không thể trong 2 tháng nắm giữ 3-4 thành phố lớn, đến lúc đó toàn bộ bất trụy chi quan đều phải thuộc về linh dược công hội tiếp quản, dẫu sao ma thủy tinh và kim tệ của chúng ta cũng không phải là gió thổi đến. Ám tội chi tâm nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, vẻ mặt có chút cảnh giác lúc trước cũng theo đó triệt để tiêu tán, thở phào nhẹ nhõm. Được, không có vấn đề, ta có thể cam đoan với ngươi, sau khi đạt được nhiều tài chính như vậy, nhất định sẽ trong 2 tháng nắm giữ được 4 tòa thành phố NPC, nếu không thể nắm giữ, ta cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn Dạ Phong huynh ngươi. Ám tội chi tâm ngực, vô cùng nghiêm túc nhìn Thạch Phong, bảo đảm. Đối với điều này, Thạch Phong lắc đầu bật cười. Hắn chỉ muốn trả lại nhân tình đời trước và nhân tiện mời chào ám tội chi tâm, không ngờ lại bị ám tội chi tâm hoài nghi các kiểu, phải đề xuất một số điều kiện hà khắc mới nguyện ý đáp ứng. Thành phố lớn của một quốc gia nhiều như vậy, hiện giờ thần vực mở ra đã lâu, thành phố lớn đã sớm bị công hội khác chia cắt, muốn trong 2 tháng nắm giữ 4 thành phố lớn, cho dù công hội nhị lưu cũng rất khó làm được, càng đừng nói là bất trụy chi quan đã mất đi căn cơ. Có điều thế cũng không sao cả, bất kể ám tội chi tâm cuối cùng có thành công hay không, linh dược công hội đều chỉ lời không lỗ. Sau đó Thạch Phong ký khế ước với ám tội chi tâm, Thạch Phong trực tiếp bỏ ra 2 vạn kim tệ mua lấy bản thiết kế công trình cơ xa cấp thanh đồng, ngoài ra lại tiêu tốn 3.000 vàng kim tệ 5 khu đất của Tuyết Vực Thành, cái giá này so với giá gốc là thấp hơn nhiều. Đối với điều này, ánh mắt nhìn Thạch Phong của ám tội chi tâm rất cảm kích, không ngờ Thạch Phong lại giữ chữ tín đến vậy. Những chỗ đất đó đừng nói là 3.000 kim tệ, hiện tại cho dù cho không sợ rằng cũng không có ai thèm, bởi vì sau khi lấy được tới tay, mỗi tháng còn phải thanh toán phí quản lý cơ bản cho NPC, ai cần chứ? Nhưng Thạch Phong lại không cảm thấy như vậy, ngược lại thấy mình kiếm bộn. Thâm nguyên xâm nhập chung quy chỉ là vùng tư liệu, sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết, tuy không phải tất cả thành thị NPC đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, khẳng định sẽ có thay đổi, có điều song Tháp Vương quốc là thành phố lớn xếp trong top 10 khẳng định sẽ khôi phục sự phồn hoa ngày xưa, chỉ là công hội khác không chờ nổi. Nhưng linh dực thì lại chờ được, hơn nữa không thiếu tiền. Hơn nữa trừ sau này có thể bán ra với giá cao, Thạch Phong còn có chỗ dùng 5 khu đất đó, đến lúc đó lại kiếm được tiền, trừ cơ xa cấp thanh đồng ra, chỉ sợ 5 khu đất ở Tuyết Vực Thành là kiếm được tiền nhất, quả thực là đếm tiền mỏi tay. Sau khi Thạch Phong và ám tội chi tâm giao dịch xong, Thạch Phong trực tiếp chạy tới Trúc Hỏa Thương Hành, chuẩn bị bắt đầu làm công trình cơ xa, Thủy Sắc Sắc Phi đột nhiên gọi điện thoại tới. Hội trưởng, Ngục Ma mà ngươi nói ta đã tìm được rồi, hắn đang ở Thánh Quang Chi Thành của Vinh Quang Đế Quốc, đây là tọa độ hiện tại của hắn. Thủy Sắc Sắc Phi lập tức chia sẻ vị trí của Ngục Ma cho Thạch Phong. Động tác đúng là nhanh thật. Thạch Phong nhìn tọa độ được gửi đến, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Có điều cho dù ở Thánh Quang Chi Thành cũng vô dụng. Sách cổ Thâm Uyên Triệu Hoán vừa cho mang đến tai nạn cho thần vực, đồng thời cũng có thể mang đến lực lượng cho người chơi. Ngục Ma lại không rõ một việc. Lực lượng mang đến cho người chơi, không đơn thuần là khiến người chơi có thể không bị Thâm Uyên Quái Vật công kích, đồng thời thuộc tính cơ bản ở dưới lĩnh vực ma chướng mà Thâm Uyên Quái Vật triển khai sẽ có được đề thăng. Tác dụng thực sự là thành lập khu vực an toàn. Trong khu vực an toàn được thành lập, người chơi sẽ không bị Thâm Uyên Quái Vật chủ động công kích. Đây cũng là giá trị lớn nhất mà sách cổ cấm kỵ có thể mang tới cho người chơi. Hiện giờ Thâm Uyên thông đạo đã mở ra, rất nhiều Thâm Uyên Quái Vật không chỉ xuất hiện ở Song Tháp Vương quốc, bên Tinh Nguyệt Vương quốc cũng không thể tránh khỏi, chỉ là những Thâm Uyên Quái Vật đó muốn từ Song Tháp Vương quốc bay tới Tinh Nguyệt Vương quốc cũng cần thời gian nhất định. Cho nên Tinh Nguyệt Vương quốc hiện tại mới an nhàn như vậy. Đợi cho những Thâm Uyên Quái Vật đó bay đến Tinh Nguyệt Vương quốc, khi đó tất cả người chơi trong Tinh Nguyệt Vương quốc chính là không dễ chịu gì. Đương nhiên bị ảnh hưởng không chỉ Tinh Nguyệt Vương quốc và đế quốc xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, chỉ không nghiêm trọng như Song Tháp Vương quốc. Muốn chiếm ưu thế trong sự xâm nhập của Thâm Uyên, sách cổ là thứ ắt không thể thiếu. Cũng may sách cổ có một đặc tính, sau khi tử vong tất rơi ra, hơn nữa sau khi sử dụng Thâm Uyên triệu hoán, sách cổ chỉ có thể cất trong ba lô của người chơi, không thể gửi ở nơi khác. Chỉ cần làm thịt được Ngục Ma, tất nhiên có thể lấy được sách cổ. Phiền phức duy nhất chính là Thánh Quang Chi Thành. Là đế đô, nơi đó vô cùng xâm nghiêm, chỉ là đội trưởng tuần tra trên đường đã là bậc 3 cấp 180, chỉ cần người chơi hơi có dị động, những NPC bậc 3 này đều có thể ngay lập tức làm thịt người chơi. Xem ra phải đề thăng cấp bậc của Thâm Nguyên giả một chút rồi. Thạch Phong nhìn thuộc tính của mình, trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Vì hấp thu linh hồn chi hỏa, thuộc tính cơ bản của hắn đã giảm xuống 45%, cho dù thuộc tính của hắn vô cùng lợi hại, nhưng giảm xuống nhiều như vậy, thuộc tính cơ bản đã không bằng cao thủ đỉnh phong như Ngục Ma, càng đừng nói còn phải ở trong Thánh Quang Chi Thành kích sát Ngục Ma. Biện pháp duy nhất chính là đề thăng lực lượng của Thâm Nguyên giả. Từ lần trước sau khi tấn thăng Thâm Nguyên giả đến cấp 30, rất nhanh đã có được Thánh Kiếm Thí Lôi, cho nên không vội vã tấn thăng cấp bậc của Thâm Nguyên giả. Có điều thuộc tính giảm nhiều như vậy, muốn đề thăng chiến lực, cũng chỉ có thể dựa vào Thâm Nguyên giả. Sau đó Thạch Phong tiến vào Trúc Hỏa Thương Hành, cất bản thiết kế công trình cơ xa vào trong kho hàng, cầm một số vũ khí bảo ưu út vi tiếu để lại, sử dụng không gian di động rời khỏi Bạch Hà Thành, đi tới khu luyện cấp Khiếu Nguyệt Hạp Cốc rời xa thành thị không có bóng người. Khiếu Nguyệt Hạp Cốc là khu luyện cấp từ cấp 10 đến cấp 20, đối với cấp bậc chủ lưu của người chơi hiện tại mà nói thì quá kém. Tối đa là một số người mới vừa tiến vào thần vực không lâu mới tới đây luyện cấp, có điều tài nguyên của Khiếu Nguyệt Hạp Cốc không phong phú, nhiệm vụ lại cực ít, căn bản sẽ không có người chơi nào tới đây thăng cấp. Vừa hay có thể dùng để tấn thăng Thâm Nguyên giả. Không biết lần tấn thăng này sẽ dẫn tới động tĩnh gì. Thạch Phong cẩn thận rút ra Thâm Nguyên giả bên hông, điều cột hệ thống của Thâm Nguyên giả, lựa chọn tấn thăng. Khác với khi tấn thăng cấp 30, Thâm Nguyên giả muốn tấn thăng cấp 35, số lượng vũ khí cần dùng để đề thăng cũng không ít, khoảng gần 20 kiện vũ khí tinh kim cấp 35 và 3 kiện vũ khí ám kim cấp 35. Vũ khí tinh kim cấp 35 đối với người chơi thần vực trước mắt mà nói, tuyệt đối là vũ khí cực phẩm, cao thủ bình thường cũng rất ít có thể có được vũ khí cấp bậc này, càng đừng nói là vũ khí ám kim cấp 35, đối với công hội lớn mà nói là vô cùng ít ỏi, hoàn toàn là thần khí trong mắt người chơi thần vực phổ thông. Có điều Thạch Phong không nói hai lời, lựa chọn 20 kiện vũ khí tinh kim và vũ khí ám kim trong ba lô. Sau đó chỉ thấy Thâm Uyên giả hóa thành một đoàn sương đen, 23 vũ khí được lựa chọn trong ba lô lập tức bay ra, quay chung quanh Thạch Phong, xoay tròn trên không trung. Ngay sau đó hình thành một ma pháp trận màu đen ở dưới chân Thạch Phong, quang mang đen xì xộc thẳng tới chân trời. Từ xa xa nhìn lại sẽ phát hiện một hình trụ đen xì dựng sừng sững trong rừng rậm của hẻm núi. Lập tức 23 thanh vũ khí thành tro bụi, biến thành 23 đạo năng lượng màu vàng vô cùng tinh thuần chui vào trong ma pháp trận. Sau khi quả cầu năng lượng màu vàng hoàn toàn tiêu tán, Thạch Phong đột nhiên nghe thấy tiếng xích sắt gãy vang lên, sau đó một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ hẻm núi, khiến quái vật trong hẻm núi ai nấy đều nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích. Hoa cỏ cây cối tươi tốt xung quanh Thạch Phong giống như bị cướp lấy tất cả sinh cơ, bắt đầu khô vàng héo úa, cuối cùng hóa thành tro bụi, một mực lan ra xung quanh hơn 20 mét mới dừng lại. Mắt thấy Thâm Nguyên giả lại ngưng hình, hóa thành một thanh lợi kiếm màu bạc, trung tâm thân kiếm khắc ma văn đỏ tươi, lờ mờ tỏa ra huyết khí, lộ ra một cổ tà dị. Thạch Phong không để ý nhiều như vậy, lại ấn nút tấn thăng. Muốn từ cấp 35 tấn thăng đến cấp 40, số lượng vũ khí là không có biến hóa, vẫn là 23 thanh, nhưng cần phải là vũ khí cấp 40. Vũ khí cực phẩm cấp 40, đối với người chơi trước mắt mà nói căn bản chính là mộng, bởi vì người xếp thứ nhất trên bảng cấp bậc của một đế quốc cũng chỉ là cấp 39, cách cấp 40 vẫn còn cự ly khá xa, càng đừng nói là thu hoạch được vũ khí ám kim cấp 40. Có điều đối với Thạch Phong mà nói, vũ khí tinh phẩm cấp 40 là có không ít, lúc trước để thăng cấp đánh bản vẽ, đã kích sát không ít boss giả ngoại cao cấp, cũng có kỹ năng như thần ân thiên tứ, vũ khí cấp 40 là có cả một đống, muốn tùy ý lấy ra 23 kiện là rất dễ dàng. Thâm Nguyên giả lại tấn thăng. Ma pháp trận vốn là màu đen lúc này cũng hóa thành ma pháp trận nhị trọng, phạm vi bao phủ cũng từ bán kính 15 m, trong nháy mắt khuếch trương đến bán kính 45 m, cột sáng màu đen to lớn dựng sừng sững trong khe núi, cho dù là đứng ở cửa ra vào của Khiếu Nguyệt Hạp Cốc, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, càng đừng nói là người chơi ở trong hẻm núi. Đó là gì vậy? Những quái vật đó làm sao vậy? Các người chơi đang thăng cấp đánh trong hẻm núi đều ngây ra. Cột sáng màu đen đó giống như một ngọn núi lớn sừng sững, đè vào trong lòng tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, sinh tử đã không nằm trong khống chế của chính bọn họ, hoàn toàn do đạo hắc mang đó chúa tể. Có điều sau khi hắc mang xuất hiện không lâu, lập tức truyền đến một tiếng long khiếu đinh tai nhức óc, một số quái vật nhỏ yếu trong hẻm núi trực tiếp bị hù chết, mà người chơi cũng không dễ chịu gì, ai nấy đều ngã xuống, toàn thân run rẩy. Ở đó chẳng lẽ có quái vật trong truyền thuyết gì à? Không bằng chúng ta đi xem thử, nói không chừng là có kỳ ngộ hoặc là bóp hiếm có nào đó, có thể có được, chúng ta chính là phát tài rồi. Tuy các tiểu đội người chơi cảm thấy sợ hãi, có điều phần lớn là hưng phấn. Trong thần vực có không ít kỳ ngộ, trên mạng cũng có rất nhiều sự tích như vậy, vốn là người mới gà mờ không có tiếng tăm gì, bởi vì một lần kỳ ngộ có được một kiện trọng bảo, lập tức trở thành cao thủ có chút danh tiếng ở địa phương, bằng không thì chính là kiếm một mớ to, đổi được một thân trang bị tốt, dẫn tới mọi người hâm mộ không thôi. Cho nên so sánh với tử vong, bọn họ muốn có được bảo vật hơn, nói không chừng có thể từ đó mà thay đổi nhân sinh của mình. Có điều nơi cột sáng biến mất, lúc này đã là một mảng hỗn độn, hoa cỏ cây cối, thậm chí là quái vật trong phạm vi 100 m đều hóa thành tro bụi, chỉ có một người một kiếm đứng ở trung tâm, giống như chính là chúa tể của thế giới này. Thâm Nguyên giả trải qua 2 lần thăng cấp liên tục, chỉ là bề ngoài đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Tuy thân kiếm thành màu trắng bạc, ma văn màu máu lan ra cả thanh kiếm, bên ngoài lờ mờ có một tầng sương đen bao phủ, chỗ chui kiếm giống như bị một con hắc long bàn cứ như là vật sống vậy. Chỉ đơn thuần cắm trên mặt đất, Thạch Phong cũng cảm thấy cảm giác áp bức không nhỏ, thậm chí khiến hắn cũng có chút khó chịu. Sau khi Thạch Phong cầm Thâm Nguyên giả, cổ cảm giác áp bức này vẫn không tiêu tán. Mới cấp 40 đã đạt tới loại trình độ này, nếu đề thăng thêm 2-3 lần, chỉ sợ ta cũng không thể dùng nó để chiến đấu nữa. Thạch Phong nhìn Thâm Nguyên giả màu trắng bạc khảm huyết văn, trong lòng vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Trong thần vực vũ khí có thể mang tới cảm giác áp bức tinh thần cho người chơi không phải là không có, nhưng có thể khiến bản thân người nắm giữ cũng thời khắc ở dưới loại cảm giác áp bức này, tuyệt đối là lần đầu Thạch Phong nhìn thấy. Cảm giác áp bức tinh thần, tuy người chơi cao thủ cũng có thể mang đến cho người chơi bình thường, khiến phản ứng của người chơi biến thành trì trệ, thân thể trầm trọng, dẫn tới chiến lực giảm xuống trên diện rộng, nhưng đối với người chơi cũng là cao thủ mà nói, loại cảm giác áp bức tinh thần trình độ đó căn bản là không đáng nhắc tới. Có điều ở thần vực cảm giác áp bức phát ra từ vũ khí trang bị và phát ra từ người chơi là khác nhau. Loại cảm giác áp bức tinh thần này giống như với đối mặt với quái vật lĩnh chủ cao cấp, không chỉ khiến tư duy của người chơi biến thành có chút trì trệ, còn có thể khiến thể lực của người chơi gia tăng tiêu hao trên diện rộng, bởi vì vậy, đại lĩnh chủ cao cấp mới khó đối phó như vậy. Chỉ là dựa vào số lượng của người chơi mà muốn đánh bại đại lĩnh chủ cao cấp thì cơ hồ là không thể. Cho dù người chơi cao thủ đối mặt với áp bức tinh thần của đại lĩnh chủ cao cấp cũng rất khó chịu, một thân chiến lực có thể phát huy ra 6-7 thành đã là tốt lắm rồi. Nhưng hiện giờ áp bức tinh thần thâm uyên giả phát ra là còn lớn hơn cả đại lĩnh chủ cao cấp, ngay cả loại cao thủ tâm như gương sáng như Thạch Phong cũng cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến phát huy trình độ. Lập tức Thạch Phong nắm chặt thâm uyên giả, chém ra một kiếm về phía không trung. Liệt địa trảm. Rầm một tiếng, một đạo ngân kiếm mang màu trắng hiện lên mặt đất, kéo dài đến ngoài 30 mét, để lại một vết kiếm rất sâu, độ rộng của vết kiếm đủ để cho 3-5 người sóng vai mà đi, độ sâu lại tới 4-5 mét, uy lực cao hơn trước kia dùng ra liệt địa trảm rất nhiều, hơn nữa khi vung kiếm căn bản chính là một loại hưởng thụ. Có điều khiến cho người ta kinh hãi vẫn là áp bức tinh thần khi sử dụng kỹ năng đột nhiên tăng mạnh. Loại cảm giác áp bức này ngay cả cao thủ có chiến lực như Thạch Phong ít nhất cũng phải giảm xuống 3-4 thành, nếu đổi thành cao thủ lợi hại khác nói không chừng có thể đạt tới 5 thành, nếu xuất kỳ bất ý, hiệu quả còn có thể gia tăng nhiều hơn. Mạnh quá, ma khí quả nhiên đáng sợ. Thạch Phong nhìn thâm nguyên giả, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thâm nguyên giả, kiếm một tay, ma khí. Lực công kích cộng 1204. Toàn thuộc tính cộng 72. Tốc độ công kích cộng 20. Bỏ qua quái vật cấp bậc cộng 15, khi đánh có 60% xác suất tạo thành 2 lần thương tổn, có 30% xác suất tạo thành 3 lần thương tổn, mỗi lần sau khi tạo thành thương tổn tốc độ công kích đề thăng 2%, tối đa đề thăng 20%. Phàm là người nắm giữ nghề nghiệp kiếm sĩ, cấp bậc của tất cả kỹ năng cộng 4, cứ thăng một cấp thuộc tính tự do gia tăng 2 điểm. Trang bị cấp 40, có thể thăng cấp, cắn nuốt 30 kiện vũ khí tinh kim cấp 45 và 10 kiện vũ khí cấp ám kim cấp 45 có thể thăng cấp đến cấp 45, bậc 1 có thể tiến hóa, cần cắn nuốt 10 viên ma nguyên chi tinh có thể tiến hóa đến bậc 2. Kỹ năng đi kèm 1, huyễn ảnh sát, bậc 1, trong nháy mắt chế tạo một phân thân, có 80% thuộc tính và tất cả kỹ năng của bản thể, thời gian duy trì 70 giây, thời gian cooldown 5 phút. Kỹ năng đi kèm 2, thâm viên thúc phược, bậc 1, trói buộc kẻ địch không thể di động, sức phòng ngự đồng thời giảm xuống 100%, kéo dài 4 giây, thời gian cooldown 50 giây. Năng đi kèm 3, cửu đầu long trảm, bậc 1, trong nháy mắt chế tạo ra 12 thanh thâm uyên giả ảo ảnh, cho người nắm giữ sử dụng, mỗi thanh kiếm ảo ảnh đều có thể tạo thành 60% thương tổn, thời gian duy trì 30 giây, thời gian cooldown 5 phút. Kỹ năng đi kèm 4, thâm nguyên trớ chú, bậc 1, khiến mục tiêu trong phạm vi 30 m trong 6 giây không thể di động công kích, sau đó thuộc tính giảm xuống 20% kéo dài 10 phút, khi trong phạm vi chỉ có một mục tiêu, thời gian có hiệu lực sẽ tăng lên, thời gian cooldown 30 phút. Áo nghĩa truyền thừa đi kèm hắc hoàng, bậc 1, sau khi tạo thành thương tổn bạo kích đối với mục tiêu sẽ cộng dồn 1 tầng tử khí, mỗi khi sử dụng 1 tầng tử khí đều có thể đề thăng 2% toàn thuộc tính 1% tốc độ công kích và tốc độ di chuyển cho bản thân, kéo dài 10 giây. Hoặc là giảm bớt thời gian cooldown của một kỹ năng 3 giây. Tối đa cộng dồn 33 tầng tử khí, thời gian duy trì 10 phút, thời gian cooldown 10 tiếng. Là danh kiếm do danh tượng Olesip dùng răng nanh của Hắc Long Vương làm tài liệu, tự tay đã tạo, là một trong 36 danh kiếm của thần vực, xếp thứ 31, có điều kiếm này bị Hắc Long Vương nguyền rủa, trừ có thể mang tới lực lượng kinh người của người nắm giữ ra, cứ cách một đoạn thời gian sẽ phản vệ người nắm giữ. Có điều được dắt cải tạo, bỏ thêm tinh huy thạch, lực lượng phản vệ giảm mạnh, nếu không thể áp chế phản vệ, người nắm giữ sẽ bị Hắc Long Vương nguyền rủa, tất cả thuộc tính giảm xuống vĩnh cửu 50%, đồng thời không thể rơi ra, không thể giao dịch, không thể hủy hoại. Chỉ thuộc tính mà nói thì đã không dưới vũ khí cấp sử thi, hiện giờ lại có hiệu quả ẩn tàng áp bức tinh thần, quả thực chính là lợi khí chuyên môn dùng để giết chóc. Xem ra phải bỏ thời gian thích ứng với loại cảm giác áp bức này mới được. Thạch Phong nhớ tới cảm giác áp bức lúc trước khi sử dụng kỹ năng đột nhiên tăng mạnh, lúc này cũng có chút khiếp đảm, nếu sau này vào thời khắc mấu chốt chiến đấu với người khác ảnh hưởng đến mình, vậy đúng là khóc không ra nước mắt. Có điều sau khi Thạch Phong cắm thâm viên giả vào vỏ kiếm, áp bức tinh thần cũng theo đó mà tiêu tán. Hả, không ngờ còn có người dám tới đây. Khi Thạch Phong vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhận thấy có người đang lặng lẽ lẻn tới, thủ pháp tìm hành rất cao minh, bộ pháp nhẹ nhàng là tứ yếu, mấu chốt là tần suất hành động, cơ hồ đều dẫm lên tiết tấu của hắn khi tới đây. Sở dĩ người chơi cao thủ lợi hại, chính là ở chỗ có thể phát huy ra toàn bộ ngũ cảm và lực lượng thân thể trong trò chơi, dưới cảm tri của ngũ cảm, cho dù là người chơi tiềm hành cũng rất khó bị cảm thấy, dẫu sao tiềm hành chỉ khiến người chơi không nhìn thấy, chứ không phải không tồn tại. Nhưng người chơi cao thủ muốn nhận thấy người cũng có tần suất hành động giống mình là rất khó, dẫu sao ngũ cảm chủ yếu chính là tồn tại cảm tri khác với tần suất của bản thân, cùng tần suất là rất dễ bị bỏ qua, rất dễ khiến người chơi cùng tần suất tiếp cận. Mà thích khách tiềm hành tới không ngờ có thể thích ứng với tần suất của hắn. Có điều chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, cho dù thích ứng với tần suất của hắn, hắn vẫn có thể trực tiếp phát hiện. Đáng tiếc. Thạch Phong cười cười, lập tức biến mất. Hư vô chi bộ. Sau khi Thạch Phong biến mất, thích khách thanh niên cấp 18 đang rón ra rón rén đó lập tức mở to hai mắt, không thể tin được đây là sự thật, một nghề nghiệp kiếm sĩ không ngờ có thể đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Sao không thấy người nữa? Chẳng lẽ kiếm sĩ cũng có thể học được kỹ năng tiềm hành à? Thanh niên thích khách vội vàng chạy lên, muốn tìm tòi tới cùng. Có điều thanh niên thích khách chưa chạy ra được mấy bước, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể nhúc nhích. Không biết từ lúc nào một thanh trường kiếm màu xanh lạnh như băng đã xuất hiện ở chỗ cổ của hắn, chỉ cần hắn động đậy một chút, thanh trường kiếm màu xanh đó có thể cứa đứt cổ hắn. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất to, không ngờ dám chạy tới nơi này. Thạch Phong nhìn thanh niên thích khách dần dần hiện hình, khẽ cười nói. Cấp 18, bất kể kỹ xảo mạnh thế nào, chênh lệch thuộc tính lớn như vậy, căn bản là không thể bù đắp. Vốn Thạch Phong nghe truyện trên TV Audiocv là muốn trực tiếp rời đi, có điều sau khi phát hiện thanh niên thích khách này, mới thay đổi chủ ý, toàn là bởi vì thực lực của thích khách này không tầm thường, đời trước danh khí ở Tinh Nguyệt Vương quốc cực lớn. Tàn ảnh thích khách mặt vô thanh. Đời trước Thạch Phong đã từng thấy rất nhiều lần. Sở dĩ danh khí ở Tinh Nguyệt Vương quốc rất lớn, toàn là vì tàn ảnh thích khách mặt vô thanh này năm đó khiến cho phệ thân chi xà rất thảm. Đường đường là công hội nhất lưu, hơn nữa còn là hội trưởng Tào Thành Hoa, không ngờ lại bị mặt vô thanh kích sát 3 lần. Đây chính là khiến phệ thân chi xà mất hết mặt mũi, nếu là cao thủ ám sát nổi danh trong giới trò chơi ảo thì cũng thôi, nhưng bị một thích khách lặng lẽ vô danh giết 3 lần, điều này đối với người chơi bình thường mà nói căn bản chính là chuyện không thể, nhưng quả thực đã xảy ra. Sau đó vệ thân chi xà giống như phát điên muốn làm thịt mặt vô thanh. Nhưng cuối cùng đều không làm gì được mặt vô thanh. Một người chơi tự do có thể đối kháng với một công hội nhất lưu. Điều này ở thần vực chính là vô cùng hiếm thấy, càng đừng nói là Tinh Nguyệt Vương quốc. Mặt vô thanh đánh một trận mà thành danh lúc trước được không ít công hội lớn mời chào chân thành, thậm chí lấy ra cổ phần công hội làm điều kiện, nhưng mặt vô thanh căn bản không để ý, không gia nhập bất kỳ một công hội nào. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, mặt vô thanh này bắt đầu kiếp sống khiêu chiến cao thủ ở các nơi trong thần vực, đương nhiên là có thắng bại, có điều cho dù thua, vẫn bại mà vinh, bởi vì những người đánh bại hắn đều không phải là cao thủ bình thường, ai nấy đều là cao thủ nhất đẳng trong thần vực. Thậm chí còn có mấy vị lão quái vật của công hội siêu cấp. Lúc ấy rất được những lão quái vật đó đánh giá cao, thậm chí những công hội siêu cấp đó đều vươn cành ô liu, muốn thu nhận mặt vô thanh vào trong công hội. Dẫu sao mặt vô thanh thật sự quá trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đã có tư cách khiêu chiến những lão quái vật đó, tiền đồ tương lai tất nhiên không cần nói, cuối cùng công hội nhất lưu vệ thân chi xà cũng không thể không khuất phục mặt vô thanh, làm ra bồi thường tương ứng, trở thành đối tượng được rất nhiều người chơi tự do trong thần vực sùng bái. Có điều đời trước mặt vô thanh một mực lăn lộn ở Tinh Nguyệt Vương thành, Thạch Phong không ngờ hiện tại lại xuất hiện ở Bạch Hà thành. Gặp phải cao thủ như vậy, Thạch Phong tất nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là mặt vô thanh đối mặt với áp lực của Thạch Phong, không cảm thấy bất kỳ vẻ hoảng sợ nào, ánh mắt nhìn Thạch Phong đầy sùng bái. đây vẫn là lần đầu Mặc Vô Thanh gặp phải chuyện như vậy. Đối với kỹ xảo tiềm hành, đó chính là kỹ xảo mà hắn một mực kiêu ngạo nhất. Đừng nhìn hiện tại hắn chỉ có cấp 18, nhưng cho dù là người chơi tinh anh của công hội cấp 35, cũng không thể nhận thấy sự tiếp cận của hắn, nhưng hắn cách Thạch Phong ít nhất vẫn hơn 60 mét, không ngờ vẫn bị phát hiện. Thậm chí hắn còn không kịp phản ứng, trường kiếm màu xanh đã xuất hiện ở cổ. Điều này khiến hắn cảm thấy giống như nằm mơ. Có điều trường kiếm lạnh như băng ở cổ từng thời khắc đều đang nhắc nhở hắn, đây không phải mơ, mà là thực tại vô cùng là chân thật. Tuy cấp bậc của Thạch Phong cao hơn hắn rất nhiều, có điều hắn có thể nhìn ra được, chênh lệch giữa hắn và Thạch Phong không chỉ là trên thuộc tính, chênh lệch trên kỹ xảo cũng khiến người ta tuyệt vọng. Vị cao thủ đại ca này đừng hiểu lầm, ta thật sự chỉ tới đây xem thử thôi. Mặc Vô Thanh cảm giác trường kiếm ở cổ có xu thế sắp chém xuống, vội vàng giải thích. Thần vực có không ít kỳ ngộ, cướp đoạt là chuyện cơm bữa. Gặp phải người chơi muốn cướp đoạt kỳ ngộ, tất nhiên sẽ không chút khách khí làm thịt. Tới đây xem thử. Thạch Phong cười cười, lập tức thu hồi thánh kiếm thí lôi. Được rồi, ta tin ngươi, có điều sau này ngươi tốt nhất hãy tránh xa loại địa phương này, lần sau ngươi sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu. Trung chuyển mà Thâm Nguyên Giả làm ra đã trở thành kỳ ngộ. Nếu không phải Mặc Vô Thanh đến đủ muộn, chỉ sợ sớm đã bị Thâm Nguyên Giả vạ lây mà chết rồi. Mặc Vô Thanh vốn vẫn muốn nói gì đó, chỉ thấy Thạch Phong lại biến mất, có điều lần này không phải dùng hư vô chi bộ, mà là dùng không gian di động của Thất Diệu chi giới trực tiếp về Bạch Hà Thành. Nhìn Thạch Phong đã biến mất, Mặc Vô Thanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng càng kính trọng Thạch Phong hơn. Đến vô ảnh đi vô tung, cái này còn giống như thích khách hơn là thích khách như hắn. Mạnh quá, nếu ta có thể có một nửa bản sự của hắn thì tốt rồi, Dạ Phong của Linh Dực công hội à. Ta nhất định phải bái hắn làm thầy mới được. Mặc Vô Thanh sững sờ hồi lâu, vội vàng lấy ra quyển trục trở về thành, bắt đầu đọc về thành, muốn đi gia nhập Linh Dực công hội. Lúc trước hắn rất khinh thường công hội, cảm giác những tinh anh và cao thủ của công hội đều là tấm thường, nhưng hiện tại nhìn thấy biểu hiện kinh người của Thạch Phong, đã triệt để khiến hắn hiểu được một việc, hắn vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Mà bên kia, Thạch Phong không biết, hắn chỉ muốn thành lập quan hệ bước đầu với Mặc Vô Thanh, chuẩn bị sau này chậm rãi lôi kéo, dẫu sao cao thủ tự do như vậy luôn là tâm cao khí ngạo, đời trước ngay cả công hội siêu cấp cũng từng mời hắn cuối cùng đều không đáp ứng, nhưng hiện tại hắn chỉ thể hiện chút thủ đoạn. Mặc Vô Thanh đã bị hấp dẫn rất sâu. Sau khi Thạch Phong về tới Bạch Hà Thành, trực tiếp tới đại sảnh truyền tống, đến Thánh Quang Chi Thành. Thánh Quang Chi Thành là đế đô của Vinh Quang Đế Quốc, gần đây lại sắp cử hành một hồi thi đấu tuyển nhận long trọng, tuyển nhận cao thủ tự do trở thành thành viên nội bộ của công hội, cho nên người chơi tới Thánh Quang Chi Thành đặc biệt nhiều. Thạch Phong vừa truyền tống đến Thánh Quang Chi Thành, phát hiện toàn bộ đại sảnh truyền tống là người đông nghìn nghịt, cấp bậc của mọi người đều rất không tầm thường, phổ biến là từ cấp 35 trở lên, đặt ở trong Tinh Nguyệt Vương Thành và Bạch Hà Thành căn bản chính là chuyện không thể. Mang tới cho người ta cảm giác, đi ở trên đường, cấp bậc của người chơi nếu không đạt tới cấp 35, đi ra cũng mất mặt. Không ít người chơi mới đến Thánh Quang Chi Thành đều sửng sốt. Ngay khi Thạch Phong đang nghĩ làm thế nào để điều tra tung tích của Ngục Ma, trên đường đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tuyển chọn của Vương Giả Quy Lai đã bắt đầu, chúng ta mau đi xem thôi. Lần này nghe nói chỉ là số lượng người chơi tham gia tuyển chọn đã vượt quá 100 vạn người, số lượng người chơi tới quan sát đã vượt quá 600 vạn, tuyệt đối là một lần thi đấu tuyển nhận long trọng nhất từ trước tới nay của Vương Giả Quy Lai. Ai nói không phải, hiện tại thần vực đang rất hot, Vương Giả Quy Lai lại ngay cả nhân số tuyển nhận lần này cũng đã làm ra điều chỉnh, chuẩn bị mở rộng tới 300 người, trước kia là chỉ có 100 người, nghe nói lần tuyển chọn này sẽ có cao tầng của Vương Giả Quy Lai tới quan sát. Ta nghe nói là Ngục Ma gần đây mới trở thành tài quyết giả sẽ tới quan sát, hắn chính là thần tượng của chúng ta, nếu ta có thể có 1/3 bản sự của hắn, nói không chừng có thể giành được hạng nhất trong lần thi đấu này, đến lúc đó trực tiếp được Vương Giả Quy Lai bồi dưỡng trở thành cán bộ. Ngươi nghĩ hay nhỉ, ta không tham, không cần 1/3, chỉ cần có 1/5 là đủ rồi. Các người chơi túng 5 tụng 3 trên đường đều đang nghị luận. Thi đấu tuyển nhận. Sau khi Thạch Phong nghe được không khỏi bật cười. Đây cũng là một cơ hội không tồi. Trong giới trò chơi ảo công hội siêu cấp là cực ít. Vương Giả Quy Lai là một trong các công hội siêu cấp, hàng năm thi đấu chiêu tân được cử hành cũng là đại sự trong giới trò chơi ảo. Càng đừng nói thần vực mở ra, khiến thịnh sự như vậy biến thành càng hot hơn. Có điều muốn dung nạp nhiều người chơi như vậy tham dự khảo hạch, chỉ dựa vào chút vị trí của công hội trú địa là không đủ, cho nên Vương Giả Quy Lai cũng nghĩ ra một biện pháp, đó chính là lợi dụng sân thi đấu thần ma để tiến hành tuyển chọn. Sân thi đấu thần ma của đế đô không phải như của Bạch Hà Thành, cao chót vót trong vùng trời của Thánh Quang Chi Thành, có điều bán hư bán thực, giống như Thánh Quang Chi Thành là tồn tại ở hai thế giới khác nhau. Yêu cầu của lần tuyển chọn này cao quá, không ngờ phải đạt tới tầng thứ 6 của tháp thí luyện, lúc trước ta thí luyện cũng mới đạt tới tầng thứ 5, không biết lần này có thể thông qua tầng thứ 5 không? Ai nói không phải, yêu cầu này cũng quá cao, ở thành thị chỗ ta, người chơi lợi hại nhất cũng chỉ đạt tới tầng thứ 6, tầng thứ 6 này mới là môn hạm, quả thực là không cho chúng ta một chút cơ hội nào. Người chơi đi tới sân thi đấu thần ma nhìn thấy yêu cầu Vương Giả Quy Lai đề xuất, ai nấy đều oán giận. Tháp thí luyện trong sân thi đấu thần ma không nhìn trang bị và cấp bậc của người chơi, chỉ nhìn trình độ kỹ thuật, có điều lừa nhất vẫn là bản thân tháp thí luyện, muốn tham gia tháp thí luyện cần ma thủy tinh. Cái thứ ma thủy tinh này ở toàn bộ thần vực một mực đều là hàng khan hiếm, người chơi bình thường muốn có được một viên đã là rất khó, cho dù là trong tay người chơi cao thủ cũng không có mấy viên, bình thường ai nấy đều dùng tiết kiệm, hiện tại vì kiểm tra lại phải phí một viên, nếu cuối cùng không gia nhập được Vương Giả Quy Lai, vậy chính là thiệt to. Có điều ngay khi mọi người đang nhao nhao nghị luận, ánh mắt đột nhiên chuyển qua một nam tử thanh niên vừa đi vào đại sảnh, tất cả mọi người nhìn thấy nam tử này, ai nấy đều hướng ánh mắt kính sợ và hâm mộ tới. Bởi vì vị nam tử này chính là người chủ trì ngục ma trong lần thi đấu chiêu tân này của Vương Giả Quy Lai, cũng là tài quyết giả của Vương Giả Quy Lai, ở trong Vương Giả Quy Lai lại là cao thủ nhất đẳng, cũng là mục tiêu mà bọn họ muốn nỗ lực đuổi theo. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, ngục ma nhắc lại một lượt quy tắc cho người dự thi tới tham gia, sau đó bước vào ghế lô VIP ở tầng 2, lẳng lặng quan sát trận tuyển chọn này. Ngục ma, năm nay cao thủ tới tham gia cũng không ít, lần này ngươi là người chủ trì, đến lúc đó ngươi phải tìm cơ hội lôi kéo mấy người mới có tiềm lực, đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Kỳ Liên ở bên cạnh trên từ lầu 2 nhìn xuống, phát hiện cao thủ tới tham gia tuyển chọn không ít, cấp bậc của một số người đều đến cấp 38, điều này đối với người chơi tự do mà nói chính là chuyện rất khó. Trong công hội siêu cấp phe phái rất nhiều, cho nên chuyện chiêu tân hàng năm đều rất được các cao tầng công hội chú ý, trong đó có thể giành được thân phận người chủ trì lại càng khó, đó đều là sau khi thông qua các loại giao dịch, ngục ma mới trở thành người chủ trì. Làm người chủ trì, chính là có thể trong lúc thi đấu lôi kéo tuyển thủ được đánh giá cao, thậm chí có thể sau khi tuyển chọn kết thúc, ưu tiên lựa chọn một số người mới có tiềm lực rất lớn, những người mới này trải qua một đoạn thời gian huấn luyện đặc biệt, rất nhanh sẽ trở thành cao thủ thậm chí là cán bộ của Vương Giả Quy Lai. Lại có tác dụng cực lớn đối với ngục ma trong tương lai, cho nên cần phải lựa chọn cho tốt. Yên tâm đi, trong lần tuyển chọn này sẽ tìm được một số cao thủ lợi hại, ta sớm đã điều tra rồi, tuyệt đối sẽ không cho người khác một nửa người mới tiềm lực. Ngục ma cười cười, tự tin nói. Nếu những lão gia hỏa đó biết người mới tiềm lực lần này nhiều như vậy, chắc nhất định sẽ hối hận vì giao dịch lần này. Khi Vương Giả Quy Lai chưa chính thức bắt đầu tuyển chọn, hắn đã sai thủ hạ đi khắp nơi hỏi thăm danh sách cao thủ tham gia tuyển chọn. Cho nên đối với cao thủ tham gia tuyển chọn lần này, hắn nắm rất rõ. Trong đó có 8 người vô cùng được hắn chú ý. 8 người này bất kể là tuổi tác hay là thực lực có, trên danh sách đánh giá đều là cấp S. Tuyển chọn kỳ trước, có thể xuất hiện vài ba đánh giá cấp S đã là vô cùng không tồi, hiện tại lại có tới 8 người, nghĩ đến đây ngục ma cảm thấy sảng khoái không nói nên lời, để trở thành người chủ trì. Bên bọn họ đã biết ra cái giá không nhỏ, thậm chí ngay cả danh ngạch của đá phiến cũng nhường ra. Nhưng hiện tại một lần có thể có được 8 gã người mới có đánh giá cấp S, tương đương với chủ trì 2 lần tuyển chọn, chính là kiếm bộn. Cái gì là đánh giá cấp S? Đó chính là người tương lai rất có khả năng trở thành cao thủ nhất đẳng trong công hội. Lúc trước Kỳ Liên cũng chính là người có đánh giá cấp S, hiện giờ đã trở thành một trong những người nổi bật trong thế hệ thanh niên của Vương Giả Quy Lai. Những lão gia hỏa đó cứ chờ xem, Vương Giả Quy Lai sớm muộn gì cũng sẽ trở thành của ta. Ngục ma nghĩ tới hiện tại không chỉ khiến giao dịch của ám tội chi tâm thất bại, thâm nguyên quái vật lại tác động đến Tinh Nguyệt Vương quốc, trong lòng cao hứng không nói nên lời. Hắn đích xác không làm gì được linh dực công hội, nhưng những thâm nguyên quái vật đó thì lại làm được dễ dàng. Hắn biết, những nơi thâm nguyên quái vật đi qua chính là không có một ngọn cỏ, đừng nói là Bạch Hà Thành. cho dù vương thành của Tinh Nguyệt Vương quốc gặp phải thâm uyên quái vật, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị công chiếm, đất mà các công hội vất vả mua được cũng sẽ hóa thành bọt nước. Có điều hắn cũng không định buông tha cho linh dực như vậy. Để ngăn cản ám tội chi tâm có được những kim tệ đó, hắn ngay cả sách cổ quý giá nhất cũng sử dụng. Nếu để linh dực công hội bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, sao có thể dập tắt được lửa giận trong lòng hắn. Hắn còn muốn làm thịt Hắc Viêm, làm thịt tất cả cao tầng của linh dực công hội, triệt để khiến linh dực bị xóa tên. Trước kia hắn vẫn có chút kiên kỵ Hắc Viêm, có điều hiện tại mở ra sách cổ, có được lực lượng, hắn lại có lòng tin 10 phần kích sát được Hắc Viêm. Khi Ngục Ma đang dương dương tự đắc, đột nhiên nhận được một tin tức, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Linh dực công hội này điên rồi à? Trong ánh mắt của Ngục Ma lấp lánh một tia huyết quang, lúc này hận không thể nuốt sống tất cả mọi người của linh dực. Sao mà tức giận như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Liên ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Linh dực công hội đó không ngờ thật sự mua 5 khu đất vô dụng đó, hiện tại ám tội chi tâm đã gom đủ tiền, Hắc Viêm chết tiệt này, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Khi Ngục Ma nói chuyện, thanh âm âm lãnh khiến cho nhiệt độ trong cả ghế lô đều giảm xuống không ít. Sao có thể? Tuyết Vực Thành đã bị thâm nguyên quái vật công chiếm, đất ở đó căn bản là không đáng một xu, chẳng lẽ cao tầng của linh dực đều là đồ ngốc à? Kỳ Liên giật mình, nàng biết kim tệ mà ám tội chi tâm cần là không ít, linh dực tiêu tốn nhiều tiền như vậy, kết quả chỉ là vì 5 khu đất rách nát đó, cũng chỉ có kẻ điên mới làm. Hắc Viêm chết tiệt, không ngờ dám phá hỏng đại kế của ta, hiện tại ta sẽ cho hắn biết, xen vào việc của người khác là sẽ phải bỏ mạng. Ngục Ma lập tức đứng lên, lớn tiếng nói. Kỳ Liên, hiện tại chúng ta đi, ta muốn khiến tất cả mọi người trong Tinh Nguyệt Vương quốc biết, truyền kỳ một đời kiếm vương Hắc Viêm, cho tới hôm nay sẽ triệt để kết thúc. Nhưng thi đấu tuyển chọn thì sao? Kỳ Liên nhìn tuyển chọn đã bắt đầu, vội vàng hỏi. Ta đã thông tri cho Mạch Phi Mạch, đến lúc đó Mạch Phi Mạch sẽ đại biểu cho ta đi lựa chọn những cao thủ. Ngục Ma không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức ra khỏi ghế lô tầng 2, muốn tới đại sảnh truyền tống của Thánh Quang Chi Thành. Có điều Ngục Ma chân trước vừa ra khỏi cửa ghế lô, chân sau bước vào hành lang sâu thẳm, mấy sợi xích đen xì từ dưới đất bắn ra, trực tiếp trói lấy Ngục Ma, tốc độ cực nhanh, khiến Ngục Ma lập tức hoảng sợ, căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt sợi xích vây khốn Ngục Ma quát khẽ một tiếng, mở ra kỹ năng giải trừ hạn chế, lập tức giãy ra khỏi sợi xích, pháp trượng theo bản năng vùng lên, dùng ra băng hoàng. Một đạo hàng băng chi khí bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Có điều hàng băng chi khí không khống chế được thân ảnh đột nhiên đột kích, ngược lại cách càng hơn. Mắt thấy một đạo thanh mang xẹt qua. Ngục Ma không thể không lập tức dùng ra kỹ năng thiểm thước, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở cự ly ngoài 20 mét trên hành lang. Lúc này Ngục Ma mới phát hiện thân ảnh công kích hắn. Đó là một nam tử mặc áo choàng màu đen, dưới mũ trùm không nhìn rõ vẻ mặt có một đôi mắt đen xì, trong mắt chớp động hỏa diễm màu trắng bạc, chỉ là nhìn thấy hỏa diễm đó, đã khiến hắn cả người lạnh toát, rõ ràng nam tử này ở ngay trước mắt, nhưng lại giống như không tồn tại. Khiến ngũ cảm của hắn hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác áp bức và khẩn trương. Ngươi là ai? Ngục Ma lập tức nhìn ra người tới thực lực không kém hắn, trong ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ. Nếu không phải hắn đã nắm rõ hoàn cảnh xung quanh như lòng bàn tay, phát hiện sợi xích và thân ảnh đột nhiên bắn ra, lúc này sợ rằng hắn đã bị làm thịt rồi. Kỳ Liên ở trong ghế lô cũng thấy mà đờ đẫn. Bởi vì nàng chưa bao giờ thấy cao thủ ngu xuẩn như vậy. Không ngờ có người thực sự dám kích sát Ngục Ma ở đây. Trước tiên không nói trình độ của bản thân Ngục Ma thế nào. Đây là đâu? Đây chính là đại bản doanh của Vương Giả Quy Lai, hơn nữa nơi này là sân thi đấu thần ma, NPC thủ bị còn lợi hại hơn ở trên đường lớn của Thánh Quang Chi Thành, ai nấy đều là NPC cấp 200, tới kích sát Ngục Ma căn bản chính là tự tìm đường chết. Có điều thần dụ giả Kỳ Liên rất nhanh cũng phản ứng được, vội vàng bắt đầu thi pháp, cấp tốc đánh yểm trợ cho Ngục Ma. Mà cao thủ theo Kỳ Liên là rất ngu xuẩn, chính là bản thân Thạch Phong. Thạch Phong tất nhiên biết động thủ ở sân thi đấu thần ma có phiêu lưu cực lớn, có điều cũng chính bởi vì vậy, xác suất đắc thủ mới cao hơn. Hơn nữa nơi hắn lựa chọn là hành lang tầng 2 hẹp dài, ở đây đối với nghề nghiệp hệ ma pháp mà nói là rất bất lợi, so với kích sát Ngục Ma ở trên đường hoặc là dã ngoại thì xác suất thành công cũng cao hơn. Ngoài ra NPC ở sân thi đấu thần ma đều ở đại sảnh tầng 1, từ khi phát hiện hắn động thủ, cho tới lúc đến được hành lang tầng 2 này, ít nhất cũng phải mất 10 giây, điều này so với động thủ trên đường, NPC chạy đến chính là chậm hơn nhiều. Không nói à? Vậy đi chết đi. Ngục ma nhìn thấy Thạch Phong không nhúc nhích, trầm mặc không nói gì, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, đồng thời dùng ra mấy đạo hàng băng tiễn công kích Thạch Phong. Ở trong sân thi đấu thần ma, hắn có ưu thế tuyệt đối, tuy địa thế cực kỳ bất lợi đối với hắn, nhưng hắn căn bản không cần đánh bại Thạch Phong, chỉ cần kéo dài thời gian đợi cho NPC tới đây, như vậy tất cả chiến đấu cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Hắn không tin chỉ dựa vào một mình Thạch Phong, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích sát hắn, hơn nữa lúc này hắn có sự đề thăng của sách cổ, cho dù là đối chiến chính diện với những lão quái vật đó hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là đối phó một kẻ hỏng não. Chỉ thấy hàng băng tiễn xuyên qua thân thể của Thạch Phong, đánh lên trên tường, nổ ra một mảng trắng ngần. Mà sắc mặt của bản thân ngục ma lập tức trầm xuống, bởi vì hắn đã cảm thấy có người xuất hiện ở phía sau hắn, có điều bởi vì Thạch Phong căn bản không lộ ra chút sát khí, cho dù ngục ma sớm đã đạt tới chân không cảnh, khi phát hiện Thạch Phong vẫn chậm nửa nhịp. Cự ly gần như vậy thì không nói, phản ứng còn chậm nửa nhịp, kỹ năng giữ mạng lúc trước lại dùng mất không ít, muốn né tránh căn bản là không thể. Ngay khi ngục ma muốn dùng ra hàng băng bình chướng để giữ mạng, Thâm Nguyên Giả trong tay Thạch Phong sớm đã rút ra, đột nhiên dùng ra kiếm nhận giải phóng và trảm kích về phía hậu tâm của ngục ma. Vốn sau khi Thâm Nguyên Giả ra khỏi vỏ, áp bức thần kinh đã không tầm thường, sau khi sử dụng kỹ năng lại đề thăng mấy lần, đổi thành người chơi bình thường sợ rằng trong nháy mắt đã hỏng não rồi, hoàn toàn lâm vào trong sợ hãi, dù muốn đứng cũng khó khăn, đối với cao thủ như ngục ma mà nói, tuy không đạt được trình độ chết máy, nhưng đầu óc ít nhiều cũng sẽ khó chịu, khiến phản ứng của đại não và thân thể chậm lại rất nhiều. Tuy áp bức tinh thần là không phân địch ta, nhưng Thạch Phong trước khi sử dụng Thâm Uyên Giả, sớm đã sử dụng lực lượng của linh hồn chi hỏa, khiến đại não là vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, cho dù đối mặt với áp bức tinh thần khiến người ta hít thở không thông, dưới lực lượng của linh hồn chi hỏa, loại áp bức thần kinh này cũng chỉ là gió mát thổi qua mặt, không khiến Thạch Phong chịu ảnh hưởng gì. Ngục ma vốn chính là chậm nửa nhịp, cộng thêm sự trì trệ trong chớp mắt này, khiến Thâm Nguyên Giả cắt qua thuẫn phòng ngự ma pháp của thần dụ giả và hàng băng hộ thuẫn của nguyên tố sư, chém vào thân thể, bản không kịp dùng ra hàng băng bình chướng. Lực lượng của kiếm nhận giải phóng, khiến thuộc tính nhanh nhẹn và lực lượng của Thạch Phong tăng mấy lần, cho dù thuộc tính của Thạch Phong đã bị suy yếu, nhưng sau khi trải qua đề thăng, lực công kích vẫn vượt xa trước kia không ít. Cho dù là bị thuẫn phòng ngự ma pháp và hàng băng hộ thuẫn hấp thu không ít thương tổn, nhưng thương tổn bạo kích của trảm kích đánh lên trên người ngục ma vẫn tạo thành 13.418 điểm thương tổn, đối với ngục ma chỉ có hơn 11.000 điểm sinh mệnh mà nói, đủ để cắn nuốt tất cả điểm sinh mệnh của ngục ma rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngục ma nhìn điểm sinh mệnh của mình điên cuồng trôi đi, quay đầu nhìn chằm chằm, trong ánh mắt đầy vẻ không cam tâm, nếu vừa bắt đầu hắn đã dùng ra hàng băng bình chướng, hắn hoàn toàn có thể có cơ hội đợi tới lúc NPC tới đây, không ngờ bởi vì thân ở sân thi đấu thần ma mà xem thường thực lực của đối thủ. Có điều ngục ma có không cam tâm tới mấy, cuối cùng vẫn ngã xuống đất, rơi ra một kiện trang bị và một quyển sách cổ. Lúc này ánh mắt Kỳ Liên ở trong phòng nhìn Thạch Phong là vô cùng ngưng trọng, không còn vẻ xem thường lúc trước. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Không ngờ ngục ma lại chết dứt khoát như vậy, thậm chí ngay cả hàng băng bình chướng cũng chưa kịp sử dụng, có nói ra sợ rằng cũng không ai tin. Nhưng quả thực đã xảy ra. Nhìn thì kích sát ngục ma trong sân thi đấu thần ma là hành vi vô cùng ngu xuẩn, nhưng thực sự ngu xuẩn là bản thân bọn họ, hoàn toàn quên cao thủ trình độ như vậy, sao có thể không có một số chỗ dựa, lại dám tùy tiện sằng bậy. Hơn nữa áp bức tinh thần đột nhiên xuất hiện đó thật sự quá đáng sợ. Cho dù là nàng cách khá xa cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nếu bị tiếp cận, vậy đúng là chỉ có đường chết. Cao thủ sở dĩ là cao thủ, chính bởi vì phản ứng nhanh, nhưng loại cảm giác áp bức tinh thần đó, khiến tư duy của nàng cũng biến thành chậm lại. Cao thủ so chiêu, do dự một thoáng cũng có khả năng chỉ người, huống chi là sững sờ. Hắn rốt cuộc là ai? Kỳ Liên nhìn Thạch Phong mặc áo choàng màu đen, đại não không ngừng đối chiếu với cao thủ nổi danh trong thần vực, nhưng không có một cao thủ nào lại có khí chất kỳ ảo lạnh lùng như nam tử trước mắt, giống như một người máy không có tình cảm vậy. Ngay khi Kỳ Liên vẫn đang suy đoán thân phận của Thạch Phong cũng vội vàng thu hồi trang bị rơi ra và sách cổ của ngục ma, lập tức dùng ra không gian di động, lặng lẽ rời khỏi sân thi đấu thần ma. Sau khi Thạch Phong rời khỏi, một đội vệ binh tay cầm trường thương cấp 200 cũng chạy tới hiện trường. Chỉ là trong cả hành lang, trừ Ngục Ma nằm trên mặt đất và Kỳ Liên ở trong phòng ra, không có người khác. Vệ binh tới không lâu, một số người chơi tò mò cũng chạy tới hiện trường. Khi phát hiện Ngục Ma nằm trên mặt đất, tất cả người chơi đều không thể tin được đây là sự thật. Vương giả Quy Lai tài quyết giả Ngục Ma đại nhân, không ngờ lại bị người ta làm thịt ở sân thi đấu thần ma. Đó không phải là người chủ trì lần này, Ngục Ma sao? Sao hắn lại chết? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người chơi tới tham gia tuyển chọn nhìn Ngục Ma nằm dưới đất, hành lang yên lặng giống như nổ tung, ai nấy đều bắt đầu nghị luận. Ngục Ma là ai? Đây là đâu? Trong lòng mọi người biết rất rõ. Nhưng Ngục Ma lại cứ vậy mà chết. So sánh với thi đấu tuyển chọn của Vương giả Quy Lai, sự chú ý của tất cả người chơi đều đã chuyển dời đến trên chuyện này, tin tức giống như bệnh độc khuếch tán toàn bộ thần vực. Đề tài trên diễn đàn của Vinh Quang Đế Quốc đều viết Vương giả Quy Lai tài quyết giả Ngục Ma chết ở sân thi đấu thần ma một cách thần bí, ngoài ra còn kèm theo video và ảnh chụp, bái thiếp trong nháy mắt đã dẫn động toàn bộ Vinh Quang Đế Quốc, ai nấy đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Công hội trú địa của Vương giả Quy Lai. Kỳ Liên, ngươi ở ngay hiện trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một nam tử trung niên uy nghiêm nhìn tư liệu video trên tay, lớn tiếng hỏi. Vị nam tử trung niên uy nghiêm này chính là Bôn Lôi Kiếm Đoạn Thanh Thành của Vương giả Quy Lai, một trong các cao tầng, cho dù tài quyết giả ở trước mặt Đoạn Thanh Thành cũng phải vô cùng cung kính, không chỉ là bởi vì Đoạn Thanh Thành là cao tầng, nguyên nhân lớn hơn là thực lực của bản thân Đoạn Thanh Thành. Tuyệt đối là một trong những chiến lực cao nhất của trong Vương giả Quy Lai. Hiện giờ Ngục Ma bị người ta làm thịt, chuyện này chính là không tầm thường, huống chi còn là chết ở địa bàn của Vương giả Quy Lai, đây chính là chuyện khiến công hội siêu cấp khác phải chê cười. Đây là video ta quay lại. Kỳ Liên lập tức chia sẻ một màn lúc trước Thạch Phong kích sát Ngục Ma cho Đoạn Thanh Thành. Trong video Ngục Ma căn bản không có sức phản kháng đã bị thuấn sát. Điều này khiến khóe mắt Đoạn Thanh Thành co rúm lại. Trình độ của Ngục Ma thế nào, hắn biết rất rõ, theo lý mà nói căn bản sẽ không để xảy ra sai lầm như vậy, nếu không phải một thoáng thất thần đó, Ngục Ma hoàn toàn có thể sống sót, nhưng cố tình lại xảy ra. Kỳ Liên, trong nháy mắt đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Thanh Thành nhìn về phía Kỳ Liên, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy Kỳ Liên quay lại video, nhưng rất nhiều thứ trong video dẫu sao cũng có hạn, chỉ có tự mình cảm nhận mới biết được, hắn không tin Ngục Ma lại chết dễ dàng như vậy. Kỳ Liên lập tức kể lại tất cả những gì đã phát sinh, nhất là một màn Thạch Phong kích sát Ngục Ma. Cảm giác áp bức tinh thần kinh người đó, khiến người ta muốn quên cũng không được, cho dù là cao thủ lợi hại tới mấy, cho dù là những lão quái vật đó của công hội cũng kém xa, nhất là sức bùng nổ trong nháy mắt, thậm chí vượt xa cảm giác áp bức mà đại lĩnh chủ cao cấp mang đến, giống như bản thân chỉ là một con kiến. Tùy thời đều có thể bị đập chết. Áp bức tinh thần. Thần sắc Đoạn Thanh Thành cũng biến thành có chút ngưng trọng. Không ngờ trong thần vực còn có cao thủ như vậy. Cũng đã hiểu rõ vì sao Ngục Ma lại chết, hơn nữa là chết dứt khoát như vậy. Cao thủ quyết đấu chính là một thoáng sinh tử, điểm này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong thần vực, đây chính là chỗ mà trong trò chơi ảo khác kém xa. Kỳ Liên, ngươi lập tức thông tri cho phía dưới, sử dụng tất cả thủ đoạn, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được người này, treo thưởng 2 vạn kim tệ. Người có thể cung cấp manh mối cũng sẽ được thưởng từ 100 đến 500 kim tệ. Phải cho tất cả mọi người đều biết, cả gan đối nghịch với Vương giả Quy Lai chúng ta, dám dẫm lên Vương giả Quy Lai chúng ta để thượng vị, kết cục chỉ có một con đường chết. Đoạn Thanh Thành lớn tiếng phân phó. Sự kiện ám sát lần này là không tầm thường, đây vẫn là lần đầu Vương giả Quy Lai chịu thiệt như vậy ngoài Thất Tội Chi Hoa, nếu không thể hiện ra một chút thực lực của Vương giả Quy Lai, sẽ chỉ khiến công hội siêu cấp khác chê cười. Kỳ Liên nghe thấy Đoạn Thanh Thành nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. 2 vạn kim tệ không phải là con số nhỏ, đủ để thoải mái mời cao thủ nhất đẳng của Thất Tội Chi Hoa động thủ, càng đừng nói là phần thưởng mấy trăm kim tệ dù chỉ là cung cấp manh mối. Có điều Kỳ Liên cũng hiểu, muốn giết được thủ phạm ám sát Ngục Ma không phải là dễ dàng như vậy. Nếu đối phương báo ra thân phận thì còn đỡ, mấu chốt là đối phương không báo ra thân phận, chỉ có thể từ nghề nghiệp và khí chất để phán đoán. Nhưng thần vực có bao lớn, người chơi có bao nhiêu. Nhất là trò chơi thần vực này có chút đặc biệt, không phải chỉ có cao thủ giới trò chơi ảo trước kia tiến vào, còn có rất nhiều cao thủ lĩnh vực thực tại khác cũng tiến vào thần vực, dẫu sao trò chơi thần vực này không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của mọi người, ngược lại còn mang đến nhiều thời gian sinh hoạt hơn. gián tiếp đề thăng thọ mệnh của con người. Ai biết được có bao nhiêu cao thủ không muốn người ta biết. Hơn nữa cho dù điều tra nguyên nhân từ trên người ngục ma cũng vô cùng khó. Nếu chỉ là báo thù hoặc là treo thưởng mới kích sát ngục ma thì còn đơn giản, nhưng nếu đối phương là vì nổi danh, muốn chứng minh thực lực của mình thì sao? Người như vậy đúng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên muốn điều tra là vô cùng khó, có thể dùng từ mò kim đáy bể để hình dung. Hơn nữa loại chuyện này trước kia không phải chưa từng phát sinh, trong đó nổi danh nhất chính là Ngân của Thất Tội Chi Hoa. Hắn cần dùng vài cao tầng của công hội siêu cấp để nổi danh, khiến các công hội siêu cấp đều tức tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể triệt để xóa tên Ngân, nhưng các công hội siêu cấp lại không làm gì được Ngân. Trước tiên không nói thực lực của bản thân Ngân, chỉ là hậu trường vô cùng cứng rắn, cho nên các công hội siêu cấp mới thỏa hiệp. Lúc trước Ngân không che giấu tung tích, nhưng hiện tại người ám sát lại ẩn tàng thân phận, cũng chỉ có ra giá trên trời để treo thưởng mới có khả năng tìm được. Sau đó không lâu, trong thần vực xuất hiện treo thưởng của Vương Giả Quy Lai. Treo thưởng 2 vạn kim tệ khiến tất cả mọi người đều đờ đẫn. Bởi vì đệ nhất nhân trên bảng treo thưởng lúc trước cũng chỉ là 8.000 kim tệ, nhưng hiện tại lại sáng tạo kỷ lục mới trong thần vực. Quả thực là điên rồi, đó chính là 2 vạn kim tệ. Nếu ta có chỗ tiền đó, đời này cũng không phải lo gì nữa. Quá kinh khủng, nếu ta có thể bị được công hội siêu cấp treo thưởng 2 vạn kim tệ, cũng coi như không sống uổng một đời. Có điều người này tên là gì sao cũng không nói. Hai mắt bốc ra hỏa diễm màu bạc, khí chất còn lạnh lẽo như vậy, không bằng tên là Băng Nhãn đi. Băng Nhãn cũng rất hình tượng, khí chất lạnh như băng, hai mắt màu bạc, lập tức khiến cho ta có thể nghĩ tới người này. Sau khi treo thưởng xuất hiện, rất nhiều người chơi trong thần vực đều nghị luận, cảm thấy Thạch Phong trong video quả thực là thần tượng của bọn họ, bất kể là bối cảnh công hội siêu cấp hay là thực lực của bản thân ngục ma, đều là tồn tại cao không thể với đối với vô số người chơi, nhưng hiện tại lại bị một cao thủ thần bí phá hủy. Hơn nữa mọi người cảm thấy xưng hào Băng Nhãn này vẫn rất hình tượng, xưng hô này cũng được truyền bá ra. Cứ như vậy, trong thần vực lại có thêm một vị sát thủ đỉnh cấp Băng Nhãn. Có điều bản thân Thạch Phong lại hoàn toàn không biết việc này, sớm đã về tới Trúc Hỏa Thương Hành ở Bạch Hà Thành, lấy ra sách cổ bắt đầu nghiên cứu. Trong phòng rèn cao cấp yên tĩnh, lúc này trong lòng Thạch Phong cũng vô cùng kích động. Không ngờ hiệu quả thâm nguyên giả phối hợp với linh hồn chi hỏa lại tốt như vậy. Vốn hắn còn thiết lập một tầng sát thủ giảng để đối phó ngục ma, không ngờ chỉ là dùng ra hiệu quả đặc thù của thâm nguyên giả, đã thoải mái giải quyết được ngục ma. Có loại lực lượng này, sau này cho dù đối phó với lão quái vật như Bắc Thần Thiên Lang, hắn không cần mở ra bùng nổ song trọng, cũng có sức đánh một trận. Bùng nổ song trọng xem như là ác chủ bài chung cực của hắn, bình thường không đến thời điểm cuối cùng thì tuyệt không sử dụng, bởi vì tác dụng phụ sau khi sử dụng quá lớn, sẽ lâm vào trạng thái yếu ớt trong thời gian dài, rất dễ bị người hữu tâm thừa dịp trống mà vào. Nhưng áp bức tinh thần của thâm nguyên giả không có bất kỳ hạn chế gì, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng, tác dụng phụ duy nhất là bị linh hồn chi hỏa tiêu trừ đại bộ phận. Có điều lần này đối phó ngục ma hắn đã dùng ra hiệu quả của thâm uyên giả, sau này khi sử dụng thâm uyên giả, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Không phải hắn sợ Vương Giả Quy Lai, mà là sợ có người biết là hắn có được sách cổ, cho nên hắn mới che giấu tung tích. Lực lượng của sách cổ không tầm thường, cũng kiếm được rất nhiều tài phú bảo khố. Tuy hiện tại mọi người không biết giá trị chân chính của sách cổ, nhưng theo sự xâm nhập của thâm uyên quái vật, các loại nhiệm vụ xuất hiện, mọi người cũng sẽ dần dần biết tới sự tồn tại của sách cổ, biết giá trị chân chính của sách cổ. Nếu bị người khác biết hắn có được sách cổ, tới cướp đoạt thì còn đỡ, hắn hoàn toàn có thể tiếp được, nhưng chỉ sợ có một số người ôm ý đồ đồng quy vu tận. Thâm uyên thông đạo bị mở ra, Chiến Thần Điện vì phong ấn thâm uyên thông đạo phải dùng đến lực lượng của sách cổ. Đến lúc đó chỉ cần có người chơi đưa ra một chút chứng cớ với NPC Chiến Thần Điện, chứng minh sách cổ ở trong tay hắn, NPC của Chiến Thần Điện khẳng định sẽ tìm hắn làm phiền, đến lúc đó toàn thế giới sẽ truy nã hắn, sao có thể đối thủ của những NPC Chiến Thần Điện đó. Đến lúc đó đừng nói là sách cổ không giữ được, ngay cả mạng nhỏ cũng xong đời, loại trừng phạt này không phải đơn giản là chết 1-2 lần. Đời trước người chơi bị Chiến Thần Điện bắt được trực tiếp bị khấu trừ 500 điểm toàn thuộc tính vĩnh cửu, cấp bậc giảm xuống 10 cấp, uy tín ở tất cả thành thị nhân tộc giảm xuống 500 điểm. Nếu lúc trước có không ít uy tín thành thị thì còn đỡ, nếu lúc trước không có uy tín, người chơi muốn đi vào tòa thành thị đó cũng khó. Bởi vì là trạng thái đối địch, phải bù đắp 500 uy tín này trước mới có thể ở trên cùng một trục hoành với người khác, trừng phạt không thể nói là không nặng. Cho nên về sau phàm là người chơi có được sách cổ, đều muốn che giấu tung tích, lặng lẽ phát tài, rất sợ bị người khác biết, đối phương lại luẩn quẩn trong lòng, sau khi sưu tập được chứng cớ thì báo với Chiến Thần Điện. Sau khi Thạch Phong lấy ra sách cổ cấm kỵ, lập tức toàn bộ căn phòng đã bị một mảng sương đen bao phủ. Ma khí lợi hại quá. Thạch Phong khẽ nhíu mày, lúc trước khi thu sách cổ không có hiện tượng như vậy, nhưng hiện tại lấy ra lại khiến cho cả không gian tràn ngập ma khí, cho dù hắn bỏ lại sách cổ vào trong không gian ba lô, ma khí vẫn sẽ tràn ra. Tuy ma khí cũng là ma lực, nhưng ma lực trong ma khí là vô cùng cuồng bạo. Người chơi thân ở trong ma khí muốn bảo trì bình tĩnh là rất khó, hơn nữa còn sẽ khiến phản ứng của người chơi biến thành trì trệ, nhưng đối với thâm uyên quái vật mà nói lại là thiên đường, bởi vì ma khí không chỉ sẽ khiến chúng biến thành cường đại, đồng thời còn có thể đề thăng tốc độ phản ứng. Nhưng một điểm không tốt nhất vẫn là những ma khí này sẽ hấp dẫn thâm uyên quái vật. Hiện giờ thâm uyên quái vật xâm nhập, Tinh Nguyệt Vương quốc tất nhiên cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng như vậy, nếu đến lúc đó tới dã ngoại thăng cấp, khẳng định sẽ trở thành ánh sáng trong bóng tối, bị một đống thâm uyên quái vật đuổi giết. Nếu đợi cho thâm uyên quái vật tới Tinh Nguyệt Vương quốc, hắn muốn ra ngoài thăng cấp làm nhiệm vụ chính là khó khăn. Hơn nữa cái thứ sách cổ này chỉ có thể để trong không gian ba lô của người chơi, căn bản là không thể gửi ở nơi khác. Có điều khi Thạch Phong đang đau đầu làm thế nào để giải quyết ma khí trào ra này, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi có được thâm nguyên cổ thư, có trở thành người nắm giữ quyển sách này không? Hệ thống, sau khi trở thành người nắm giữ, người chơi có thể bước đầu nắm giữ lực lượng của thâm nguyên cổ thư, có điều trên người cũng sẽ bị gán lên thâm nguyên ấn ký, nếu bị người của Chiến Thần Điện phát hiện, sẽ chịu trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Thì ra là có chuyện như vậy. Thạch Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ấn đồng ý. Hiện tại hắn đang rất thiếu tiền, trước tiên không nói tới chuyện trang bị tọa kỵ sau khi thành viên công hội đạt tới cấp 40, còn có lời hứa đầu tư cho bất trụy chi quan, chỉ là tiền thành lập thành thị, cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Đừng nhìn Cố Hóa Ma Trang rất kiếm được tiền, nhưng tiền những thứ này kiếm được căn bản không đủ để trong khoảng thời gian ngắn thành lập một tòa thành thị, dẫu sao sản lượng mỗi ngày của Cố Hóa Ma Trang nhiều như vậy, giá về sau cũng sẽ rẻ đi. Về phần bản thiết kế công trình cơ xa cấp thanh đồng, vậy phải cần rất nhiều nghề nghiệp sinh hoạt cao cấp mới được, chỉ là bồi dưỡng những nghề nghiệp sinh hoạt cao cấp đó cũng phải đầu tư không ít, muốn kiếm được tiền vẫn phải chờ một đoạn thời gian rất dài. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.